Xin chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh youtube của Việt Hưng Auto Trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý anh chị mẫu xe Kia Karen Và cụ thể là hai phiên bản Kia Karen bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam Và được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất Đó chính là bản 1.5 IVT và bản 1.5G Luxury Kia Karen thì có khá là nhiều phiên bản Trong đó có cả bản số sàn Bản 1.5 máy dầu và bản 1.4 turbo máy xăng Uh, những bản này sẽ được trang bị option cao cũng như là những cái trang bị tiện ích nó sẽ cao hơn bản luxury và bản ivt này nhưng ở tầm giá của kia Karen thì có vẻ như khách hàng sẽ mong muốn một cái chiếc xe có độ tiết kiệm cũng như là vẫn là một chiếc xe 7 chỗ nhưng mà phải uh, tiết kiệm trong tầm giá thì uh, hai mẫu Luxury và EVT này là hai mẫu mà được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất về uh, giá tại thời điểm hiện tại thì Kia Karen phiên bản EVT có giá niêm yết tại hãng là 624 triệu và phiên bản Luxury có giá niêm yết tại hãng đối với phiên bản cũ là 654 triệu và phiên bản mới là 664 triệu thì một lát nữa em sẽ Hưng sẽ thông báo tới quý anh chị xem là bản mới và bản cũ thì nó khác nhau về những cái chi tiết nào. Còn về giá lăn bánh cũng như là những cái chương trình khuyến mại cụ thể tùy vào từng thời điểm. Anh chị vui lòng nhấp máy lên và gọi cho em Hưng. Em Hưng sẽ thông báo tới quý anh chị mức giá tại từng thời điểm khác nhau của chiếc Kia Karen này. Trước mắt mọi người đây là mẫu Kia Karen phiên bản IVT tức là phiên bản 624 triệu. Nó sẽ thấp hơn 30-40 triệu so với phiên bản Luxury. Đối với phiên bản này thì uh, option vẫn khá là tương đồng với phiên bản Luxury thôi. Uh, vẫn sẽ nhà những một là một chiếc xe 7 chỗ và về nội ngoại thất thì khá là tương đồng, nhưng uh, mọi người sẽ để ý là nó sẽ có những cái điểm khác biệt cơ bản sau, đó chính là cái cụm đèn trước của phiên bản IVT này thì vẫn là hạ độ đèn halogen thay vì uh, là đèn LED như phiên bản Luxury. Cái điểm thứ hai đó chính là đèn viền nội thất cũng như là điều hòa tự động thì ở trên bản Luxury có và bản IVT này là chưa có. Á. Một điểm nữa thì đối với phiên bản Kia Karen, phiên bản Luxury thì sẽ có ba ga mui Mang đến cho chiếc xe độ khỏe khoắn cũng như là nhìn nó sẽ cân đối hơn về xe Thì anh chị có thể tham khảo phiên bản Luxury này ạ Ở phiên bản IVT này thì đây là một chiếc xe em hưng đánh giá là có thể gọi là tiền ít thịt nhiều Anh chị có thể thấy là vẫn là một thiên hướng của chiếc xe 7 chỗ nhưng mà lại mang phong cách của một chiếc SUV cũng có thể cho mọi người thấy cảm giác nó khá là cũng thể có thể cho mọi người thấy là cảm giác nó khá là sang trọng đấy ạ Kia Karen đối với phiên bản Luxury thì sẽ hãng vừa ra mắt uh, phiên bản Luxury mới nó sẽ thay đổi về màn hình và cảm biến trước màn hình của phiên bản cũ là 10 chấm em xin lỗi là màn hình của phiên bản cũ là 8 inch và màn hình của phiên bản mới là 10.25 inch cái thứ hai nữa là phiên bản luxury mới này sẽ có thêm bổ sung cảm biến trước sẽ có đầy đủ bộ cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau thay vì cho phiên bản cũ là chỉ có cảm biến sau thôi ạ về chiếc kia karen này đối với phiên bản luxury và phiên bản ivt thì đều có những chương trình ưu đãi cũng như là quà tặng tùy vào từng thời điểm thì anh chị có thể liên hệ cho em để biết thêm chi tiết ạ đối với xe kia thì hiện tại bây giờ đối với các dòng xe này anh chị có thể Bên em đều có thể hỗ trợ uh, trả góp cho quý anh chị lên tới là 80% trong thời gian tối đa là 8 năm. Chiếc Kia Karen này nữa thì sẽ có một đặc điểm nữa đó chính là về cái tính tiêu thụ nhiên liệu thì nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 6 lít trên 100 cây đối với lại đường hỗn hợp. Thì đây là một mức tiêu thụ nhiên liệu em Hưng đánh giá là khá là hợp lý đối với dòng Kia Karen. Ờ đối với máy 1.5 thì theo như đánh giá của nhiều khách hàng cũng như là theo như độ trải nghiệm của những khách hàng có phản hồi lại thì chiếc Kia Karen này sẽ mang một cảm giác lái nó không quá là phấn khích cũng như là không quá là chắc chắn nhưng mà đối với một chiếc xe trong tầm giá 600 mà lại là 7 chỗ cũng như là thiết kế thì nó cũng khá là đẹp cũng như đầy đủ option đối với lại bản luxury thì cũng đã có sạc không dây và màn hình kết nối không dây các thứ thì nó cũng khá là em hưng đánh giá là nó cũng sẽ khá là đầy đủ rồi à, có một điểm đặc biệt nữa là sẽ có cái cửa gió điều hòa cho hàng ngày thứ ba cái này thì cũng sẽ rất là tiện cho những trường hợp mà khách hàng mình đi bảy chỗ ạ trong trường hợp mình không ngồi bảy chỗ thì mình có thể gặp hàng ngày thứ ba lại để tăng diện tích cho cốp Uh, vâng kết thúc video uh, giới thiệu xe ở đây thì em Hương xin chào xin hẹn gặp lại quý anh chị tới các video tiếp theo nếu như mình có quan tâm đến dòng xe kia caren này Hiện tại kia Đống đa, Hà Nội đang sẵn xe các mẫu uh, IVT và các mẫu uh, luxury giao ngay. Đối với những phiên bản cao hơn như mặt premium hoặc là bản turbo, bản uh, signature thì anh chị có thể liên hệ em Hưng để đặt xe. Em Hưng sẽ giao xe sớm nhất cũng như là ưu đãi chính sách giá tốt nhất tới quý anh chị. Hỗ trợ thủ tục hồ sơ trả góp cũng như là nợ xấu đối với những mà khách hàng mình có tiền sử về nợ xấu hoặc là không chứng minh được thu nhập thì em Hưng vẫn sẽ hỗ trợ được ạ. Em Hưng xin chào, xin hẹn gặp lại quý anh chị tại các video tiếp theo.